Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã được khởi sự và đương được điều hành bởi một lão sư trong giới y học hiện đại Việt Nam là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Hy Tâm. Xuất thân là một bác sĩ cựu nội trú, ăn xin anh tech de Zobito, một tước vị cao trọng trong ngành y Pháp, thủ khoa tiến sĩ PhD từ Đại học Y khoa California tại San Francisco UCSF, một trường y khoa bậc nhất Hoa Kỳ. Ông về nước liên tiếp làm giáo sư, chủ nhiệm, khoa trưởng, hiệu trưởng nhiều trường y và có rất nhiều đóng góp lớn cho văn hóa, xã hội, cộng đồng và giáo dục Đại học Y khoa trong suốt hơn 20 năm qua. Sau ngày đất nước thống nhất, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Bộ Y tế cùng đoàn thanh tra đến thăm trường Y khoa Minh Đức do ông sáng lập đã phát biểu: "Đây là một trường y cách mạng vì người lãnh đạo có tinh thần cách mạng." Giáo sư Tôn Thất Tùng cùng phu nhân vào Nam đến thăm ông và mời ông cùng gia đình ra thăm Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật mổ gan với ông tại Bệnh viện Việt Đức. Gia đình ông được gia đình giáo sư Tôn Thất Tùng và Võ Đại Tướng cùng phu nhân ân cần đón tiếp. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng đoàn Thứ Bộ trưởng trong chuyến công tác Việt Nam Mission tại Hoa Kỳ đã đến thăm ông tại tư gia. Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ cùng phu quân đến tận nhà cho bằng khen và thăm gia đình ông. Bên cạnh các bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông còn được Đức Giáo hoàng ban phước lành. Giờ đây, ông đến với Đại học Phan Châu Trinh để mang tất cả trải nghiệm suốt hơn 1/2 thế kỷ qua phục vụ cho việc đào tạo một thế hệ thầy thuốc đầy đủ tâm và trí như điều tâm nguyện của bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, người đã sáng lập ra Đại học Phan Châu Trinh. Vâng, tôi nhận lời xây dựng và khởi sự khoa y cho Đại học Phan Châu Trinh vì người sáng lập ra là bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, một người yêu nghề y và lại có tài kinh doanh, quản trị. Bác sĩ Tùng là người đầu tiên sau năm 75 sáng lập ra một chuỗi bệnh viện tư là Bệnh viện Hoàn Mỹ. Rồi gần đây, bác sĩ Tùng lại xây dựng thêm một chuỗi bệnh viện tư nữa là Bệnh viện Tâm Trí, có khắp từ Huế vào trong Nam. Ngày xưa, Hoàn Mỹ đã có từ Huế qua Đà Nẵng, Đà Lạt, rồi vào miền Nam là Cần Thơ. Tuy nhiên, giấc mơ của bác sĩ Tùng lại là trường y khoa để đào tạo nên một thế hệ thầy thuốc có cả tâm và trí. Bên cạnh bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng là người sáng lập, là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi còn có tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Vân, là một nhà nghiên cứu, ông có thể nói là một nhà vi sinh bậc nhất của Việt Nam. Ông đã có nhiều nghiên cứu có tính cách áp dụng. Ông sáng chế ra 350 sản phẩm ứng dụng vào những mục đích khác nhau, xuất bản 3 cuốn sách chuyên ngành, có hơn 30 báo cáo tại các hội nghị quốc tế và các đăng ở trong các tạp chí quốc tế, và hơn 50 báo cáo và đăng bài ở các hội nghị trong nước. Với một người hiệu trưởng là một nhà nghiên cứu như tiến sĩ bác sĩ Hồng Vân, với một người chủ trương, chủ tịch hội đồng quản trị như bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, tôi rất vui mừng được cộng tác cùng nhau xây dựng. Ba chúng tôi làm một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại chắc, phải làm cái gì có ích lợi cho xã hội, cho nhân loại. Và sau đây quý vị sẽ thấy cái trường Đại học Y khoa Phan Châu Trinh của chúng tôi ra sao. Trường Đại học Y khoa của chúng tôi dùng song ngữ Việt Anh vì chúng tôi quan niệm rằng y học là phải là của Hoa Kỳ, nhưng để phục vụ người Việt Nam nên lấy y đức là hải thượng,
chúng tôi phục vụ người Việt Nam. Chúng tôi dạy sinh viên để mà giao tiếp với các bác sĩ đồng nghiệp và bệnh nhân người Việt. Tuy nhiên, các sinh viên của chúng tôi sẽ phải giao tiếp, sẽ phải hiểu được tiếng Anh để đọc các sách nước ngoài và trao đổi với các bác sĩ quốc tế. Đặc biệt, sinh viên của trường chúng tôi vào năm thứ nhất là được học ngay lâm sàng, đi bệnh viện ngay để tiếp xúc với bệnh nhân. Và sau đây, các quý vị sẽ thấy sinh viên của y khoa Phan Chu Trinh học ra làm sao, vừa cả lâm sàng và vừa qua các khoa học căn bản. Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tim nối liền. Là hoa, tôi nợ tình yêu ban sớm. Trước các y tổ của thế giới và Việt Nam, Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông, trước các bậc sinh thành ra tôi, xin tuyên thệ, coi nghề thầy thuốc là một lý tưởng cứu người giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại. Là người, xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa, tôi nợ tình yêu ban sớm. Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiễn lời. Là người, xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao. Tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa, tôi nợ tình yêu ban sớm.
cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếng lời. Là người xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vòng mây ấm. Là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền, là hoa tôi nợ tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếng lời. Là người xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao. Tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm. Là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền, là hoa tôi nợ tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếng lời. Là người xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ làm một vòng mây ấm. Là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ
là hoa, tôi nợ tình yêu ban sớm. Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời. Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếng lời. Là... Vào dịp cuối tuần, nhà trường thường tổ chức các cuộc du ngoạn cho thầy và trò cùng nhau thưởng lãm vẻ đẹp của non sông Cẩm Tú để gây lòng yêu quê hương, để gây tình thầy trò. Cũng là một dịp cho sinh viên được thực hành tiếng Anh bằng cách giao tiếp với các thầy nước ngoài. Những nơi như Cầu Vàng Bà Nà, như Làng Gốm Thanh Hà, như Cù Lao Chàm, thầy trò có những giờ phút vui với nhau. Đó là điều đặc điểm của trường Đại học Y khoa Phan Chu Trinh. Hàng năm, nhà trường tổ chức lễ Maccabê. Đó là một truyền thống y khoa để tri ân những người hiến thi thể cho khoa học, cho việc học tập của sinh viên. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nợ tình yêu ban sớm. Trong lễ Maccabê có tục truyền thống khiêu vũ với các thi thể, Dance de Maccabê, cũng là một dịp để cho thầy trò liên hoan, ca hát, giải trí sau những giờ học tập mệt nhọc. Đây cũng là một đặc điểm tuyệt vời của trường Đại học Y khoa Phan Châu Trinh. Trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời. Nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếng lời. Là người xin một lần khi nắm xuống. Nhìn anh em đứng lên phất cao. Các bạn vừa được mục kích những lớp thuyết giảng tại giảng đường, sự thực nghiệm tại các phòng thí nghiệm và thực tập lâm sàng tại bệnh viện, cùng những sự giao lưu giữa thầy và trò trong những cuộc du ngoạn các thắng cảnh vùng Quảng Nam, nhất là giao lưu với các thầy nước ngoài. Mong rằng trong 6 năm học tập dưới mái trường hữu hạn, các bạn sẽ được sống cái vô cùng của tuổi thanh niên để trở thành người thầy thuốc cứu người giúp đời. Chào các bạn.